Phạm Duyên xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đã rất lâu rồi thì Phạm Duyên chưa làm video hướng dẫn. Thì ngay video ngày hôm nay, Phạm Duyên sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách tẩy vết chai xước trên gạch men. Thì Phạm Duyên nghĩ cái video này nó rất phù hợp và rất hữu ích trong đời sống thường ngày của chúng ta. Các bạn nếu thấy video hay, xin dành cho video Phạm Duyên một like và một đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Và bây giờ xin mời tất cả các bạn cùng theo dõi video ạ.